các bạn. Hôm nay rất vui được gặp các bạn trong chương trình giải đáp câu hỏi đố vui của công ty Tân Đại Dương. Không biết là các bạn có giải đáp được câu hỏi lần trước mà mình đưa ra chưa ta? Cái câu hỏi mà có tàu điện ngầm đó, cái câu hỏi số 1 nè, tàu điện ngầm đó đi về hướng nào? Không biết là các bạn có giải đáp được chưa? Nên hôm nay á, thì mình cũng giải đáp một cái câu hỏi, cái câu trả lời như thế này. Tại vì thường thường một câu hỏi sẽ có rất là nhiều câu trả lời, nên mình chỉ giải đáp một trong số những cái câu trả lời mà mình cho là hợp lý nhất thôi nha. Theo mình á thì tàu điện thì đi về hướng nam mà gió hướng tây bắc, khói từ tàu điện sẽ đi về hướng nào? Thì tàu điện làm gì có khói, nên hoàn toàn không có khói. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình giải